Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, người dân phải hạn chế ra đường để tránh lây lan dịch bệnh. Cộng với cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến phố phường trở nên vắng hoe, nên đây lại là thời điểm vàng của những shipper để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh. Tại các trung tâm khai thác vận chuyển, bưu điện thành phố, các shipper luôn chủ động đảm bảo nguyên tắc 5K và nâng cao ý thức phòng dịch trong tất cả các khâu, từ vận chuyển hàng hóa bưu phẩm đến giao nhận các đơn hàng. Sự lên ngôi của mua sắm trực tuyến đã kéo theo việc ra đời của nhiều ứng dụng đặt hàng online và các hình thức giao nhận hàng hóa. Vai trò của đội ngũ shipper bởi thế ngày càng quan trọng khi họ chính là cầu nối giữa đơn vị kinh doanh với người mua hàng. Tuy nhiên, trong thời buổi dịch bệnh, khi phần lớn mọi người chọn ở nhà để tránh nguy cơ, thì những shipper lại đối mặt với không ít tiềm ẩn rủi ro. Cái công việc của mình là tiếp xúc với lại rất là nhiều người, nên là đặc biệt đặc thù công việc. Nên là trước khi mà giao hàng cho người dân thì mình sát khuẩn, khử khuẩn đầy đủ và thực hiện tốt cái công tác 5K của chính phủ với tuân theo chỉ thị của thành phố. Đối với người lái xe giao nhận thư và bưu kiện, các nguồn nguy cơ phơi nhiễm bao gồm tiếp xúc gần với đồng nghiệp hoặc người nhận thư và bưu kiện, hoặc khi chạm vào bề mặt mà người nhiễm COVID-19 đã cầm vào hoặc chạm vào. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng, Bưu điện Đà Nẵng đã tăng cường sát khuẩn hàng hóa, tổ chức các tuyến phát hợp lý để đảm bảo giãn cách nhưng vẫn đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn trong ca trực trước khi đến tay người nhận. Thấy các anh làm việc rất vất vả rồi, công tác có khử khuẩn trước khi vô rồi mình kiểm tra dịch đầy đủ rồi mới vào nhận hàng. Nhận nên là em rất yên tâm. Để mà làm được cái công tác phòng chống dịch, phía lãnh đạo trung tâm đã triển khai toàn bộ hướng dẫn về phòng chống dịch, trang bị ngay tất cả các cái công cụ dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch của từng người lao động. Và để phòng tránh tốt hơn trong cái cộng đồng thì trung tâm cũng có một cái mong muốn là cũng phải là tổ chức các cấp chính quyền thành phố cùng với bưu điện thành phố Đà Nẵng có cái chủ trương chính sách cơ chế để khẩn trương tiêm cái vaccine phòng dịch cho anh em ở đây. Tại vì nếu chúng ta mà không làm tốt, không đề phòng cái này thì cái mối nguy cơ lây lan dịch bệnh từ chỗ trung tâm anh em ra toàn cái diện rộng trong địa bàn thành phố. Đối mặt với nhiều nguy cơ trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, công việc hàng ngày của các shipper buộc phải tiếp xúc với rất nhiều người, đồng nghĩa với việc nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu xuất hiện các F là rất lớn. Vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và khách hàng được các bưu cục, trung tâm vận chuyển ưu tiên chú trọng hàng đầu. Dù khó khăn vất vả, nhưng những bưu tá shipper của bưu điện thành phố vẫn ngày đêm hết mình tận tụy với công việc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc và là cầu nối đưa những bưu phẩm thiết yếu đến mọi nhà nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.